Gần đây nhất vào cuối tháng 12 năm 2017, cơn bão số 16 Tembin được dự báo sẽ đi vào khu vực miền Tây Nam Bộ. Trong khi đó, trên Facebook cá nhân, võ sư Lương Ngọc Quỳnh đã đưa ra dự báo bão sẽ không vào miền Tây. Thậm chí, ông còn đưa ra dự báo vào ngày 25 tháng 12, sau khi đi qua Côn Sơn, cơn bão này sẽ suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới và sang ngày 26, áp thấp sẽ đến Cà Mau. Những dự báo này đều trùng khớp với diễn tiến của cơn bão. Ngay sau đó, ông Quỳnh tiếp tục dự báo Việt Nam chuẩn bị đón cơn bão số 17, cũng là cơn bão số 1 năm 2018 đi vào Việt Nam. Ngày 2 tháng 1 năm 2018, trong khi cơ quan khí tượng Thủy văn dự báo áp thấp di chuyển thần tốc, nguy cơ thành bão số 1, thì ông Quỳnh đã dự báo tối ngày 4 tháng 1 bão sẽ tan và một lần nữa dự báo của ông lại đúng. Vâng, ngay từ năm 2015 thì giáo sư võ sư Lương Ngọc Quỳnh đã từng tuyên bố rằng ông không chỉ đuổi mưa cho lễ 2 tháng 9 ở thủ đô Hà Nội mà còn thường xuyên đuổi mưa hay tạo mưa hoặc là làm lệch đi đường di chuyển của một số cơn bão lớn. Và thậm chí giáo sư Quỳnh còn cho hay chính ông đã tạo ra cơn mưa vàng ở Ninh Thuận vào hồi tháng 6 năm 2015. Lúc đó trong Ninh Thuận nắng to liên tục và hạn hán, dân kêu trời, chính vì vậy mà ông đã tạo ra cơn mưa này. Vâng, tôi nghe qua rất là nhiều những thông tin và tôi cũng rất là tò mò, và hẳn là quý vị cũng đang tò mò là không biết cái vị võ sư này là ai mà có thể đưa ra những cái phán xét mà như đúng rồi vậy. Ngay bây giờ thì hãy cùng chúng tôi gặp gỡ vị giáo sư này trong chuyên mục Cà phê ngày mới sáng nay. Ngày hôm nay thì rất cảm ơn võ sư đã dành thời gian trao đổi với lại khán giả VTC9 về những cái mà khán giả đang thắc mắc. Hiện nay thì khán giả đang rất là quan tâm đến cái thông tin là võ sư có thể điều được hướng bão. Vậy thì võ sư có thể cho khán giả biết rõ hơn là căn cứ trên những cái cơ sở nào mà ông lại có thể làm được cái điều đấy? Làm thế nào để tôi có thể đoán trước một cơn bão? Khi mà trên thế giới, tất cả các cái trung tâm khí tượng thủy văn thế giới chưa báo bão mà tôi đã báo là sắp tới sẽ có một cơn bão, thì căn cứ vào đâu mà tôi lại biết được cái điều đấy? Yếu tố thứ nhất là chúng ta dựa trên cơ sở khoa học. Nếu như các bạn theo dõi trên Internet thì các bạn sẽ thấy được có hai cái cơ sở dự báo rất là chính xác. Một là cái kênh mà nó gọi là windy.com, là một cái kênh dự báo thời tiết trực tuyến của Mỹ. Trên cái kênh đấy họ có chỉ dẫn rất là rõ ràng, nó gồm có lượng mây này, đấy, mưa bao nhiêu mm có này, nhiệt độ là bao nhiêu này, hướng gió là như thế nào, tốc độ của gió là bao nhiêu này. Còn khi mà bắt đầu hình thành một áp thấp hoặc khi mà có một cái trận bão thì có một cái kênh nữa là cái dự báo thời tiết của Nhật Bản. Thì riêng ở Nhật Bản họ dự báo về cái hướng bão là rất chính xác. Tôi để ý là độ chính xác của người ta đạt khoảng tầm 85-90%. Lý luận thứ hai là dựa trên cơ sở của phong thủy, nó gọi là lý pháp của phong thủy. Thế thì ví dụ thể là ngày hôm nay, chẳng hạn tôi nói ví dụ thôi, ngày hôm nay là ngày mệnh mộc. Cung của nó lại là cung khảm nhạn. Đấy. Có nghĩa là nó rất là thuận cho một cái trận bão có thể hình thành. Nếu như cái cơn áp thấp nhiệt đới này nó hình thành đúng ngày hôm nay, vào cái giờ đấy xem trong tứ trụ, nó lại là giờ mộc. Cung của nó cũng là cung khảm chẳng hạn. Có nghĩa là nó có nhiều yếu tố để trùng khớp. Thế thì khả năng là cái cơn bão này sẽ phát triển đến cực đại. Đấy. Và lý do thứ ba để mình có thể chẩn đoán một cách chính xác hơn nữa là chúng ta dựa vào nguyên lý của thiên văn. Ban đêm, nhất là mùa hè mà các bạn xem ấy, thì nhìn thấy những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời. Thế nhưng mà khi chúng ta thấy nó nhấp nháy ấy, thì chúng ta quan sát cái màu sắc của nó. Nó thường thường nó có 4 màu. Đấy, thứ nhất là nhấp nháy màu ánh đỏ. Đấy, có ngôi sao thì nó nhấp nháy màu xanh. Có ngôi sao thì nó nhấp nháy màu trắng trắng. Có ngôi sao thì nó nhấp nháy màu vàng vàng. Thế thì chúng ta học về ngũ hành rồi. Trên một cái khu vực mà đang hình thành cái áp thấp nhiệt đới mà chúng ta thấy các cái vì sao trên trời ở khu vực đấy nó có những cái ánh xanh và ánh trắng thì nguy cơ cơn bão này sẽ trở thành một cơn bão cực đại. Đó là những gì mà ông nói về cái việc dự báo. Vậy thì cái việc mà điều được cái hướng bão thì sao, ông có thể nói cụ thể hơn được không ạ? Một cách ngắn gọn là tôi dựa trên cơ sở lý pháp của phong thủy giải quái để làm sao ngăn cản được những cái trạng thái năng lượng, mà những cái năng lượng đấy khi chúng ta giải quái thì chúng ta phải có, nó gọi là pháp khí và có tâm lực. Cái người mà làm các cái quái để mà giải quái, người ta phải có tâm lực, có nghĩa là phải có niềm tin. Các yếu tố tâm linh là chúng ta đấy, nếu như chúng ta tin rằng vạn vật do Thượng Đế tạo ra, thì khi Thượng Đế tạo ra thì Thượng Đế cũng có thể thu lại. Vì vậy, nếu như chúng ta có niềm tin với Thượng Đế, thì một cơn bão nó hình thành chúng ta chỉ cần ngửa mặt lên trên trời thôi.
cầu xin là con xin Thượng Đế đừng tạo ra cơn bão này. Thậm chí ngay ngày hôm sau cơn bão đấy nó tiêu tan ngay. Thậm chí mình không cần phải làm cái gì cả nếu như chúng ta có niềm tin. Đấy. Thế còn lý pháp là gì? Là các cái phép thuật. Các cái phép thuật. Đấy. Tại sao người ta có thể bỏ bùa cho một người khác yêu nhau? Tại sao người ta có thể làm cái điều mà người ta không cần đến mà người ta làm một cái điều gì đấy mà phía bên kia có những cái tác động về gọi là hiệu ứng về tâm linh ấy. Thế thì trong một cái trạng thái mà chúng ta dùng phong thủy kết hợp với niềm tin và sự hỗ trợ của thế lực mà mình gọi là Thượng Đế và thế lực thần tiên, thì cái lý pháp đấy nó có thể ngăn cản được những cái cơn bão. Ông có thể đưa ra một số cái nhận định về cái tình hình thiên tai năm 2018? Sẽ ngập mặn. Tuy nhiên là năm 2018 nước biển cũng chưa dâng nhiều đâu. Đấy. Chưa phải là dâng nhiều, cho nên là khả năng ngập mặn ở khu vực phía Nam, nó gọi là xâm lấn ngập mặn chưa lớn. Đấy. Nhưng mà tương lai trong vòng khoảng 6 đến 10 năm nữa thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu vấn đề này. Thế một cái thứ hai nữa, sang năm là năm Mậu Tuất. Chúng ta biết là năm đấy là năm mệnh mộc. Cung của nó là cung ly. Có nghĩa là mệnh thì mệnh mộc, cung thì lại là thuộc hỏa. Thế cho nên sang năm 2018 ấy thì sẽ có một số trận cuồng phong lớn xuất hiện ở khu vực Biển Đông. Và năm 2018 chúng ta cũng nên cẩn thận một chút về vấn đề cháy nổ. Nên đề phòng trường hợp cháy nổ. Nguy cơ cháy nổ sẽ tăng hơn so với năm vừa qua. Thế còn mưa thì cái năm vừa rồi, cái năm mà vừa qua Đinh Dậu thì chúng ta thấy là lượng mưa rất là lớn. Đấy, và gây ngập, hầu như là những cái trận mưa ngập rất lớn. Thế nhưng mà sang năm tới thì lượng mưa và khả năng ngập nó sẽ giảm hơn. Vì nó không phải là cung khảm mà nó là cung ly. Đây là theo lý luận của lý pháp. Đấy. Thế còn về cá nhân tôi cảm nhận thì tôi thấy cái điều này cũng khá tương đồng. Đấy. Trong cái quá trình ngồi thiền hoặc là trong quá trình mà mình tập luyện ấy, đấy, thì mình cảm nhận được rằng là năm nay khả năng những cái trận bão, có một vài trận bão sẽ lớn. Đấy, nhưng mà mức độ thiệt hại về mưa lũ thì không lớn như thể là những cái năm như cái năm qua. Hiện nay thì dư luận đang khá là nghi ngờ về những gì mà võ sư chia sẻ. Họ cho rằng đấy chỉ là cái sự tình cờ chẳng may mà trúng thôi. Vậy thì tuy nhiên thì võ sư lại rất là tự tin vào cái điều này. Vậy căn cứ vào đâu mà võ sư có thể tự tin 100% như vậy? Thậm chí là có những cái phát ngôn khá là gây sốc về cái vấn đề là nếu mà dự báo sai thì sẵn sàng chịu mọi hình phạt và có thể đi tù. Bởi vì tôi đã kiểm chứng rất là nhiều lần. Để đến khi mà tôi có quyết định là đưa lên Facebook nói về những cái trận bão hoặc là nói là đuổi mưa, đuổi gió, đuổi bão ấy, thì tôi đã làm thử nghiệm rất là lâu rồi. Thực tế ra là cái việc mà tôi làm thử nghiệm với tư cách cá nhân để mình tự kiểm chứng, tôi làm khoảng 5 năm nay. Còn mới chỉ khoảng đưa lên Facebook khoảng gần 3 năm nay thôi. Có nghĩa là sau khi tôi đã kiểm chứng hàng trăm lần và tôi thấy cái độ xác suất nó rất cao. Và tôi quyết định là tôi đưa lên. Đấy, hoặc là trước khi tôi làm cái việc chữa bệnh công khai trên Facebook ấy, thì tôi đã chữa bệnh cho rất nhiều người bằng phương pháp này. Ở Việt Nam rất nhiều và nước ngoài cũng rất nhiều. Và họ điện thoại về họ nói bị bệnh. Và tôi bảo là chỉ cần chụp cho tôi một cốc nước thôi. Đấy, tôi làm phép vào đấy. Chính là phép là gì? Nó có phép thật. Phép trong đạo giáo nó có. Đấy. Và phép thuật đấy từ đâu ra? Từ Thượng Đế. Đấy. Và hỏi rằng là căn cứ vào đâu để ông có thể làm được cái điều này? Thì tôi chỉ trả lời một câu ngắn gọn là tôi căn cứ vào niềm tin với Thượng Đế. Và tôi tin rằng Thượng Đế tạo ra muôn loài thì Thượng Đế cũng có thể rút lại những cái quyết định hoặc là hỗ trợ được cho muôn loài. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.